Kính thưa quý vị khán thính giả, đây là một phóng sự ngắn được chúng tôi ghi hình vào ngày 15 tháng 11 âm lịch năm Tân Hợi. Còn độ tháng rưỡi nữa mới bước sang năm Nhâm Tý, nhưng ở nhiều nơi, chúng tôi đã bắt gặp nhiều quân nhân đang chuẩn bị cho một kỳ lễ Tết thật vui vẻ. Có lẽ vì trùng hợp hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 1972, tức là năm mới theo Tây lịch. Xuân đã về anh có hay... Trong dịp Tết Nguyên Đán, thời điểm mà bất cứ người dân Việt Nam nào cũng đều mong chờ, chúng tôi đã có cơ hội đặc biệt được ghé thăm một quân trại để chứng kiến những khoảnh khắc đầy ý nghĩa và sôi động trong giờ phút giải lao. Bởi lẽ, những quân nhân này cũng là người Việt Nam, cũng nôn nao được đón chờ không khí Tết. Qua khỏi hàng rào thép gai là những tháp canh, chúng tôi thấy những người lính đang quay quần bên những nồi thịt đang nghi ngút khói. Họ đang chuẩn bị bữa ăn, cùng chia sẻ niềm vui những ngày cận Tết bằng cách múa lân, một loại hình nghệ thuật trong văn hóa Á Đông. Những người lính này, bất kể quê quán ở đâu, thì cũng hòa mình vào bầu không khí sôi nổi đang lan tỏa khắp quân trại. Những khoảnh khắc ngắn ngủi này là minh chứng rõ ràng cho mong mỏi hòa bình vào một tương lai tươi sáng. Bản tin này được truyền đến quý vị bởi nhóm phóng viên của chúng tôi, mang lại những câu chuyện đầy ý nghĩa từ mọi ngóc ngách của đất nước. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi suốt thời gian vừa qua. Chúc quý vị có một kỳ nghỉ Tết thật an lành và ấm áp cùng gia đình. Theo dõi dài show, xin kính chào và hẹn gặp lại. Bữa nay trời có chút nắng nhẹ, anh làm chút trà nóng cho tỉnh táo, rồi biên thơ gửi về cho má với em. Chứ đặng lâu quá em lại trông rồi em lo. Quê mình nó xa quá, không có ai đưa thơ hết. Mà nếu em có đọc được những dòng này, tức là em đã nhận được, thì em nhớ hồi âm cho anh hay nghe. Coi bộ tính ra cũng nhanh em ha, mới đó mà anh đi cũng 2 năm rồi. Ở đó thời gian chúng mình xa nhau rồi đó. Sáng đó em bồng con ra tiễn anh lên đường, anh không bao giờ quên được cái đôi mắt em đỏ hoe, cúi gầm mặt xuống sợ anh nhìn thấy. Anh thương yêu, nhận được thơ anh gửi về, em vui mừng khôn xiết. Bởi vắng thơ mấy tuần liền nên trong dạ cứ rầu lo, đứng ngồi không yên. Biết anh vẫn khỏe và an toàn thì em yên tâm rồi. Em vẫn khỏe, có mấy hôm trái gió em hơi đau lưng một chút. Má cũng vì tuổi già mà đau nhức xương khớp. Bởi vậy cứ tối tối là em bóp chân cho má, còn má thì xoa lưng cho em. Cũng nhờ chai rượu thuốc anh đem về, hay dữ lắm. Ba má hai bên vẫn mạnh giỏi, ai cũng nhắc anh, cũng cầu mong ông trời cho anh được bình an. Mấy bữa nay ở nhà em cứ vô ra trông ngóng. Má biểu mày có bầu mà cứ rầu lo đi ra đi vô, cứ thủng thẳng vài hôm nữa nó biên thơ về cho bay. Em biết má nói vậy cho em đừng suy nghĩ nhiều, chớ má cũng héo cả ruột gan. Chờ thêm mấy ngày thì thiệt quá. Chiều bữa đó em đương đứng tưới mấy chậu bông vạn thọ trước cửa nhà thì chú Tám đưa thơ tới ngoài ngõ, vừa dãy dãy cái thơ vừa kêu:
thằng chồng con Mẫn gửi thơ về nè bay. Có lẽ bản thân chú cũng vui lây. Mỗi lần còn đưa thơ thì chú cũng biết là anh còn bình an. Anh biết không, em viết thơ này cho anh lúc 1 giờ khuya rồi. Tại vì má thấy mỗi lần em biên thơ cho anh, em đều khóc. Má nói khóc miết rồi ảnh hưởng tới em bé, sanh ra nó buồn hiu cho bay coi. Bởi vậy chờ má ngủ rồi em mới chông đèn viết, nên chữ không có đẹp, anh đừng có chê ngang. Anh ơi, sao ông trời cứ làm mình xa cách, cứ mỗi đêm về là em lại nhớ anh quá xa. Làm sao em chịu được khi thời gian anh ôm tay súng còn nhiều hơn thời gian nắm tay em. Ở đầu trận tuyến, nhiều khổ ải, chắc anh cũng nhớ nhà dữ lắm. Biết làm sao được, vì trên vai anh còn nặng gánh non sông. Cuộc đời anh là những cuộc hành quân đầy sương gió. Nhưng anh, ngoài là một người quân nhân cứng cỏi, còn là một người chồng trìu mến, dành tất cả sự yêu thương và chiều chuộng cho em. Em cứ tưởng tượng tới lúc anh được thấy con, được trở thành người cha mẫu mực của một sinh linh bé nhỏ mà cứ cười tủm tỉm hoài. Nhưng em cũng sợ nhiều thứ sẽ xảy ra với anh, nên vẫn mong anh luôn giữ tay súng để con mình có một gia đình đầy đủ mẹ cha. May này cái bụng lớn hơn nên em có nhiều đêm khó ngủ, trằn trọc. Có mấy bữa ngủ hỏng được, em ngồi dậy lấy mấy cuộn vải với mớ kim chỉ ra may mấy bộ đồ cho con. Có lần má bắt gặp, má la em quá trời: nửa đêm nửa hôm mà khâu giá cái gì? Chưa gì bay đã may đồ cho đứa nhỏ là không có nên, nghe chưa? Cũng tại má không có cho em mận cái gì hết trơn, đâm ra em buồn tay buồn chân, cứ muốn kiếm việc để mà mận. Với lại em cũng nôn nao, cầm cái áo nhỏ xíu trên tay mà em tưởng tượng tới lúc sanh đứa nhỏ ra, ôm con vào lòng, hạnh phúc biết bao nhiêu. Hồi chiều má em qua thăm, đem mớ đồ ăn, dặn em ráng ăn uống vô cho đứa nhỏ cứng cáp. Rồi em nghe hai bà má ngồi nói chuyện, nghe xôn xao mà mắc cười. Má nói không biết vợ thằng Tính bầu con trai hay con gái. Má còn hỏi em chứ bây thèm chua hay thèm ngọt. Em lém lỉnh nói chắc con ham ăn giống em nên cái gì cũng thèm. Thơ anh biên về em đọc rất kỹ, hạnh phúc ngập tràn khi biết Tết này anh sẽ về cùng em và con. Khi nào anh về, em sẽ cho anh coi mấy bộ đồ em đã may cho con. Anh sẽ được nghe tiếng con đạp trong bụng mẹ. Mấy luống vạn thọ trước nhà nay nó cao lắm, em cũng siêng tưới nước đàng hoàng cho nó trổ bông đặng cho kịp Tết. Mấy cây mai cũng ra chồi non rồi. Tới hồi anh về, nhà mình cũng tràn ngập sắc hoa. Tết năm rồi anh không có về, má trông anh lắm. Nhưng năm nay sẽ khác anh ha. Nhà mình sẽ rộn ràng tiếng cười, niềm vui sẽ ngập tràn trong căn nhà bé nhỏ của tụi mình. Thương và nhớ anh nhiều, vợ của anh. Thank you.
với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. Ngày nào mới quen nhau vì chung hướng đời mình chọn trao nhau nụ và tình yêu đó tôi đem em chân tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên anh. Cho đến hôm nay với nước nở nghẹn ngào mình mềm lòng xa nhau, còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về buồn kể nhau nghe chuyện đời. Tình mình nay chết như lá úa thu rơi, đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên anh. Nhớ lúc chia phôi cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn, xa nhau mấy người không buồn không nhớ xót xa cho tình. Vẫn đợi em trọn đời, nhưng nay hết rồi, hai người hai lối lúc đêm buồn không anh. Tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến. Còn đâu những đêm anh dìu tôi về buồn kể nhau nghe chuyện đời. Tình mình nay chết như lá úa thu rơi, đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình, tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên ai. Tình mình nay chết như lá úa thu rơi,
chặt mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên.